Hồng, mình chào cả nhà nhé. Kính chúc tất cả mọi người lại có thêm một buổi chiều tràn ngập niềm vui và có thật nhiều sức khỏe nhé. Thì đây cái thùng ong này đây các bạn. Thì bây giờ gọi là tuần trước nhé. Hình như là thứ thứ sáu thứ bảy gì tuần trước ấy. Thì định bây giờ là cũng gần một tuần này các bạn ạ. Thì thằng đã bắt về và cho vào đây, vào cái thùng này. Nhưng mà thằng vẫn chưa mở con ong chủ nha các bạn. Tại vì cái chỗ này thì con ong chủ nó lọt, nó hỏng. Đây. Đó. Cho nên là thằng đang nhốt con ong chủ ở trong lồng nuôi chó. Thì bây giờ để xem kết quả thế nào nhá. Có thể con ong chủ đã chết hay chưa nha các bạn. Nhưng mà thấy ông thờ thì đã đi lấy nước và lấy mật nhá. Đó. Các bạn đang theo dõi video của thông, đừng quên cho thông xin một like, một đăng ký nhé. Thông xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mùa này không biết ở quê các bạn thế nào, nhưng mà ở thông thì mùa này đang rất là nặng nóng nhé. Cho nên thông đã phải dùng lá chuối đầy lên. Đó. Cái này thì cái viên trên này thì bể thôi. Viên cái khóa nha các bạn. Cái ốp tương nhé. Đó. Còn viên này thì thông mới thay viên này. Đó. Đây nha các bạn. Thông đã lấy một miếng cái bánh tổ của nó và thông lấy hai cái dây nẹo lên đây. Nhưng mà bây giờ thấy cái dây nó đung đưa như vậy thì nó đã cạn ra đấy nhá. Đó. Nó cạn đi rồi nha các bạn. Đã cạn đi rồi thì bây giờ mình rút lên đây. Đó. Bên này thì thấy chưa đúng đưa thì mình mở ra này. Thường thường thì bụi ngay các bạn. Thường thường là bụi ngay là từ nó cạn đít nhá. Giờ thông là sẽ mở ra xem nó kết quả nó như thế nào nhá. Nó cũng khá là đông nha các bạn. Đấy, động dài xuống như này luôn các bạn này. Đấy. Rồi đã nhìn thấy nó. Đây, thông đã gặn ở trong này một miếng nhỏ nhé. Nhưng mà bây giờ nó đã làm thêm một miếng này các bạn này. Đó. Cái tốc độ mua này là mua ong phát triển rất là mạnh nhé. Mua hóa nha các bạn. Đó. Đã làm một miếng rồi. Mới một miếng thôi nhé. Đây. Đây nha các bạn. Nó đã cho mật và cho phân hóa nhá. Tại vì thông chưa mở con ong chủ ra cho nên nó chưa đẻ được nha các bạn. Đó. Đây. Cái này nó động vào trong tường luôn các bạn. Đang thành tổ luôn nhá. Hôm nay mới thứ năm nha các bạn. Đây. Thằng đã động một làm một miệng như thế này đấy, bây giờ nó cắn xẻ nó làm vậy đấy. Đó, và đã quan sát thì nhìn thấy con ong chủ vẫn còn khỏe nha các bạn. Đây. Đó. Bây giờ thông thể mở con ong chủ ra để cho nó chỉ đào đàn quân. Thường thường thì 3 ngày, 3 4 ngày là thông mở các bạn ạ. Còn có những tổ mà cái chặn chủ mà không bị hứa thì thông mở liền luôn. Đó.
Rồi 2 giây xong là mở ra nhá. Giờ tiến hành kiểm tra con ông chủ nha các bạn. Đấy. Đây. Để thông khép lại một chút, để thông xe. Mình mở ra nhé. Rồi mình khép lại như vậy thì mình mở ra, mình bỏ con ông chủ vào thì nó sẽ bò xuống các bạn này. Tránh nhìn rằng con ông chủ nó bay nhảy đi chỗ khác ấy. Tổng này khá là hiền nhé. Đây. Không được rồi, đẹp lắm các bạn ạ. Tổng này thử tắt đèn xem thế nào nhé. Không thể mở ra nha các bạn. Hành mở cái dãy này ra cho nó bo trụ nhá. Các bạn quan sát thật kỹ nhá. Đây. Xem nó bo ra nhau các bạn. Đấy. Chơi xem nhá. Ông chủ nó còn ở trong nha các bạn. Nó không chịu ra nha các bạn. Rồi rồi xuống rồi, đấy xuống rồi. Nó bò xuống nha các bạn. Đó. Bây giờ thì tỷ lệ nó ở lại rất là cao nha các bạn. Trước đây thằng cũng từng chia sẻ với các bạn là mình muốn giữ được cái chân ong á, thì mình bắt cái tổ của nó thì mình lấy một miếng cái bánh tổ về thì mình ghép vào cái câu nhá. Đó, mình ghép vào cái câu đây, mình lấy giấy mình cột lên, rồi là những cái câu còn lại thì mình dùng sạp ong các bạn. Mình dùng sạp ong hoặc là mật ong á, mình chà lên cả cái chỗ này đó. Nếu mà cái thùng nào mà cũ quá rồi mà lâu ngày ống ở thì mình lấy sáp mình chà cái phần hóa đấy, mình chà xung quanh thùng thì nó cũng tự về các bạn. Gặp ông sói thì nó cũng sói thấy thì nó cũng tự về. Nhưng mà cái thùng này thì trước đây thông đã từng nuôi nhá. Nhưng mà năm nay nó về muộn quá cho nên thông cũng tranh thủ đi dọc đường thông thấy một tổ ống thì thông bắt về nuôi cho sớm để nó nhanh có mật nha các bạn. Vì những ngày đầu năm như thế này thì họ đang là mùa hoa các bạn ạ. Đó. Đang là mùa hoa. Cho nên là phát triển rất là nhanh. Thì Thông cũng chia sẻ một chút ngắn gọn như vậy nhá. Thì ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thông. Thì Thông xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhá.